Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại trọng thắng tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng tenly Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron tin từ sudan cho biết là phe đối lập phóng thích cựu tổng thống bị lật đổ ông omar al-bashir Thông tấn xã AFP đưa tin trong ngày 26 tây tháng 4 cho biết là Bộ Nội vụ của Sudan cho hay các tay súng thuộc lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đối lập đã xông vào các nhà tù từ ngày 21 đến ngày 24 tây tháng 4. Trong đó có vụ tấn công nhà tù Kobber ở thủ đô Khartoum đã khiến cho một số quản giáo bị thiệt mạng và một số khác bị thương. Sau khi kiểm soát 5 nhà tù này, nhóm RSF đã phóng thích tất cả các tù nhân, trong đó có cựu Tổng thống Omar Hassan Hassan al là người bị quân đội Sudan lật đổ 4 năm trước đó. Trong số những người đã được thả khỏi nhà thù Kober còn có ông Hamed Harun, là lãnh đạo của đảng Đại hội Quốc gia cầm quyền, một trong hàng chục viên chức đã bị bắt giữ trong năm 2019 sau một cuộc đảo tránh lật đổ ông al -Basir. Ông Harun đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tuyên bố truy tố với hơn 40 tội danh và tội ác chống lại loài người những hành vi bị cáo buộc của ông Harun là được cho xảy ra đầu những năm 2000, khi ông này còn là bộ trưởng bộ nội vụ của Sudan. Ông Harun trong ngày 25 tháng 4 cho biết ông và các cựu viên chức khác đã được chuyển đến nơi an toàn và họ sẽ ra trình diện với cơ quan chức năng khi tình hình trở lại bình thường. Lực lượng ASF chưa bình luận về thông tin nói trên, Khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng đã thúc đổi. quân đội của Sudan hồi tháng Tư 2019 đã đảo tránh và lật đổ tổng thống Omar al-Bashir, người nắm quyền lãnh đạo đất nước tính từ năm 1993 và từng nhiều lần bị phương Tây chỉ trích. Và Liên Hiệp Quốc cũng cho biết là có ít nhất 459 người đã bị thiệt mạng, hơn 4.000 người, 4 người khác đã bị thương kể từ khi cuộc giao tranh bùng phát. Gần 16 triệu người dân chiếm khoảng 1/3 dân của Sudan hiện nay đang cần đến sự viện trợ nhân đạo. Tiếp đó là bản tin cho biết là nông dân châu Âu khủng hoảng vì nắng hạn. Nông dân ở khu vực Nam Âu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mùa màng. Nhiều tháng hạn hán đã làm gián đoạn vụ thu hoạch năm nay ở châu Âu. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia Tây Ban Nha mới đây cho hay một khối không khí rất nóng từ châu Phi đã di chuyển về phía Bắc, khiến cho nhiệt độ bắt đầu tăng lên tại bán đảo Iberia phía tây nam của châu Âu. Trong ngày 25 và 26 từ tháng 4, cơ quan này cảnh báo nhiệt độ cao có thể lên tới 40 độ C ở một số khu vực sẽ khiến cho phần lớn Tây Ban Nha có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Mùa đông và mùa xuân năm 2023 ở châu Âu ấm và khô hơn mức trung bình đã làm dấy lên những lo ngại về một đợt hạt hán nghiêm trọng hơn trong năm ngoái. Hình ảnh vệ tinh cho thấy là mực nước giảm thấy rõ ràng tại các hồ chứa ở phía Nam châu Âu. Theo đài truyền hình Euronews tại Tây Ban Nha, các nhà sinh thái học cảnh báo nông dân có thể sớm không thể duy trì việc sản xuất lúa mì và lúa mạch. Các loại cây trồng như là ô liu, các loại lấy hạt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nông dân khó có đủ nước để tưới cho bắp, hướng dương và bông. Thông tấn xã Bloomberg cho biết là các nghiên cứu cho thấy sự biến đổi khí hậu do con người gây ra hiện nay đang làm trầm trọng thêm tình trạng nắng nóng và hạn hán trên khắp thế giới. Trong năm ngoái, thì châu Âu đã trải qua một mùa hè khô hạn nhất trong vòng 500 năm qua. Trong khi đó, thì các khu vực ở phía Bắc Bán Cầu từ Hoa Kỳ cho đến Trung Quốc cũng đã bị hạn hán bất thường. Theo một công bố gần đây, khủng hoảng khí hậu đã gây ra những tác động đáng sợ ở châu Âu trong năm ngoái, khiến cho nhiều người tử vong và héo úa mùa màng. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra cách duy nhất để hạn chế thiệt hại ngày càng gia tăng là nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải carbon. Ba Lan duy trì lệnh cấm nhập cảng ngũ cốc của Ukraine cho đến cuối năm 2023. Thông tấn xã Reuters đưa tin trong ngày 26 tháng 4 cho hay, phát biểu với đài phát thanh tư nhân Radio Z. Bộ trưởng Phát triển của Ba Lan, ông Wondermar Buda, cho hay chắc chắn rằng Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm nhập cảng ngũ cốc của Ukraine cho đến cuối năm 2023. Ông nói rằng: "Chúng tôi sẽ không hủy bỏ các biện pháp của mình cho đến khi các biện pháp tương tự được đưa ra ở cấp độ châu Âu và chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp của Ba Lan cho đến khi tình hình ổn định." Trước đó, trong ngày 25 tháng 4, Ủy viên phụ trách nông nghiệp của Liên Âu là ông Janusz Wojcicki đã bày tỏ sự lạc quan các quốc gia láng giềng của Ukraine sẽ sớm đạt được một thỏa thuận cho phép ngũ cốc xuất cảng của Ukraine quá cảnh qua các quốc gia này. Từ tháng 5 năm 2022, Liên Âu cho phép Ukraine xuất cảng ngũ cốc dự trữ qua khối này sau khi các tuyến vận chuyển ở Biển Đen đã bị phong tỏa do cuộc xung đột với Nga mà theo đó bulgaria hungary ba lan romania và slovakia đã trở thành các quốc gia trung chuyển ngũ cốc của ukraine các quốc gia này đồng ý nhập cảng một số sản phẩm từ ukraine không hạn chế về số lượng không làm thủ tục hải quan và kiểm tra chính thức Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng một lượng lớn nông sản của Ukraine sau khi vào Liên Âu không được xuất cảng tiếp theo mà bị bán phá giá, nhất là tại các quốc, quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu. Tình trạng này đã dẫn tới việc nhiều nước gần đây đơn phương cấm nhập cảng các mặt hàng thực phẩm từ Ukraine để bảo vệ cho các nhà sản xuất ở nội địa. Vẫn liên quan đến châu Âu, bản tin tiếp nối cho biết là khối Liên Âu kích hoạt một kế hoạch cải cách luật quản lý ngành dược phẩm. Trong ngày 26 tháng 4, Ủy viên châu Âu phụ trách về vấn đề y tế là bà Stella Kyriakidis cho hay Liên Âu thực hiện kế hoạch cải cách luật dược phẩm lớn nhất trong hai thập niên nhằm bảo đảm mọi người dân trong khối có thể tiếp cận cả những phương thức điều trị đột phá mới và tất cả các loại thuốc gốc generic drug đồng thời chấm dứt tình trạng tranh lệch quá lớn về khả năng tiếp cận và giá thuốc giữa các quốc gia thành viên ủy ban châu âu đã đề xuất giảm thời gian độc quyền thị trường cơ bản mà nhà sản xuất dược có được trước khi thuốc gốc được đưa vào lưu hành rộng rãi từ 10 năm xuống chỉ còn 8 năm. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất có thể đưa thuốc mới tới toàn bộ 27 quốc gia thành viên trong khối, trong vòng 2 năm thì họ có thêm 2 năm độc quyền. Theo ủy viên Kide, hệ thống sáng kiến mới sẽ được giúp thêm 70 triệu người dân Liên Âu sẽ được tiếp cận với các loại thuốc mới so với mức hiện nay. Sau khi đề xuất được công bố, Nghị viện của châu Âu và các quốc gia thành viên sẽ đưa ra những đóng góp cho nội dung chi tiết văn bản luật cuối cùng. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và Nghị viện châu Âu hy vọng là các biện pháp cải cách sẽ tạo ra một thị trường dược phẩm chung cho toàn Liên Âu, đồng thời bảo đảm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực dược phẩm. Tuy nhiên, nhiều công ty dược phẩm lớn trong đó có hãng Bayer và Novo Nordisk hay cả những công ty công nghệ sinh học nhỏ đã cảnh báo từ nhiều tháng nay rằng biện pháp cải cách sẽ gây hiệu ứng ngược và kết quả là chính Liên Âu sẽ bị mất đi cơ hội tiếp cận sớm những phương thức điều trị mới nhất. Cơ quan quản lý thuốc của Liên Âu cũng được tổ chức lại để tăng tốc thời gian cấp phép các loại thuốc mới ra thị trường. Ukraine lên kế hoạch tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng vì xung đột Tổng thống IFP dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp chính phủ của Thủ tướng Ukraine ông Denis Simho. Ông cho biết là các thị trấn Borodianka và Mochun ở ngoại ô thủ đô Kiev, thị trấn Yahidine ở miền Bắc và thành phố Trotyayets và Skirugni ở miền Đông, cũng như là Posad Pokoski ở miền Nam sẽ được xây dựng lại hoàn toàn trong chương trình tái thiết được thực hiện thí điểm. Ông Simho cho hay nhà chức trách của Ukraine sẽ xây dựng lại các tòa nhà và công trình nhà ở với cách tiếp cận hệ thống quy hoạch mới và chuyển đổi hoàn toàn các điểm dân cư này. Thủ tướng của Ukraine cho biết là dự án nói trên là một phần trong kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tái thiết mặc dù cuộc xung đột chưa kết thúc ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của công việc tái thiết đất nước trong năm nay. Hồi đầu tháng, thì Bộ Tài chánh của Ukraine cho biết là họ cần khoảng 14 tỷ Mỹ Kim trong năm nay để phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột. Trong số tiền này, có khoảng 3.3 tỷ Mỹ Kim được phân bổ từ ngân sách của nhà nước và chính phủ của Ukraine hy vọng sẽ huy động được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân theo chính phủ của Ukraine cho đến nay, thì họ đã nhận được 6 tỷ euro hỗ trợ tài chính trực tiếp từ Liên Âu. Bộ trưởng tài chính của Ukraine là Seri Makchenko cho hay các khoản hỗ trợ của Liên Âu sẽ giúp cho chính phủ thực hiện dự toán thu chi ngân sách Đúng hạt, Liên Âu có một kế hoạch cung cấp cho Ukraine tổng cộng là 18 tỷ euro tài chính ưu đãi trong năm nay. Thủ tướng của Ukraine cho biết nguồn tài trợ nói trên sẽ được huy động thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế và được sử dụng để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, xã hội và hạ tầng giao thông ở Ukraine. Chương trình dự kiến sẽ được thông qua và khởi động trong năm nay.